quê Hoàng Nam, Tuấn Hải, Đắc Tân. Và các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào trận thi đấu ở nhánh thứ hai. Nếu như nhánh này các bạn nào chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ gặp lại Sơn Hải và Trung Dũng. Và cũng giống Sơn Hải và Trung Dũng, cũng giống như đội tuyển, cũng giống như bạn Nhật Quang ngày hôm qua, đó là bạn ấy múa suốt trận liên tục. Vâng, và trận tờ đội này hứa hẹn là sẽ là cuộc đằng co khá là dài. Chúng ta đang đi du lịch Brazil. Đây là một mát thi đấu cực kỳ khó chịu. Brazil. Đây là map mà Thỏ rất là ghét, bởi vì Thỏ nhớ tên nó lắm. Ở mát thi đấu này, chúng tôi chỉ kịp nói đây là một mát thi đấu rất là phức tạp, gồm có nhiều chứng ngại vật phía trên, rất khó bắn xa. Thì bạn Hoàng Nam phải chứng minh điều đó không là gì so với các tuyển thủ, vì đã bắn một bài rất chính xác. Vâng, đây là một map khá là khó chịu khi địa hình cực kỳ hiểm trở. Các bạn có thể để ý ở phía giữa chúng ta, trong map này chúng ta có hai góc lát ở hai bên, có bốn góc lát ở hai bên. Và các bạn nên nhớ khi chúng ta rơi vào góc lát đó thì chúng ta có thể bị phải tự đan vào chính mình, chứ chúng ta không thể nào làm bất cứ kỳ việc gì để có thể thoát ra được. Chúng ta chỉ có thể nằm tại chỗ thôi. Đó là hai cục đen ở hai bên và hai góc lát ở phía xa chút xíu nữa, xuống cỡ khoảng 4cm nữa bị đào xuống dưới, thì các bạn chỉ cần nhích vào một chút xíu thì bạn dính ở đó luôn. Theo cái góc lát như thế này thì Vinh có nhớ đến một loại vũ khí chuyên tạo ra những góc lát này? Vũ khí chuyên tạo ra góc lát? Vinh không nhớ lắm, hình như là thuốc. Đó chính là vũ khí của ông Sushi. Chỉ cần một pha đào của ông Sushi thì các bạn chỉ có thể tự đam vào mình mới có thể bay ra được. Và chỉ cần bò thôi, các bạn không được di chuyển. Các bạn chỉ có thể bút được cái bay và bay lên thôi, chứ không thể nào di chuyển. Các bạn sẽ rơi vào những góc lát Sushi tạo ra xung quanh. Vui. Và có một lần thì Thỏ đã chiến thắng trong một trận đấu khá là bình thường khi sử dụng con Sushi. Trời có vẻ đẹp. Trong mắt thi đấu lúc đó là chúng ta được sử dụng toàn bộ các loại wow có trong Guinea hiện thời. Và trong đó có wow Sushi, wow Samurai vân vân. Thì Sushi, Samurai, sau đó thì rồng nước và copy. Sau đó đúng là rồng nước nữa. Sau đó thì nó đã thay đổi và không sử dụng những loại vũ khí đặc biệt đó nữa, mà chỉ sử dụng vũ khí cơ bản của Guinea 1 mà thôi. Có lẽ việc bình luận các góc đây là map thi đấu rất khó khăn của bàn thừa, chứ mà thấy vừa mới vô hai bên đã thăm dò nhau và đã bắn những cú bắn rất, phải nói là rất chính xác, gọi là chuẩn như tung. Không, mà Thỏ nói là ngay trong những trận đấu mà kinh điển như thế này, những trận đấu mà gọi là giữa những siêu gà với nhau, thì những cái tên đầu tiên thì Vinh không có bình luận làm gì. Tại vì sao? Thì họ sẽ thăm dò nhau. Tại vì những cái map này là họ đã quá quen thuộc rồi. Họ sẽ thăm dò nhau và xem chiến thuật của đối phương như thế nào, và sau đó là xem đối phương bên nào, người nào yếu, người nào mạnh, người nào chắc tay hơn, và sau đó là sử dụng chiến thuật của mình thôi. Tức là ý là xem ai đẹp trai hơn thì chào vô xử lý trước. Vinh có coi những cái tin tức ở trên fanpage của Vinh không? Có. Vinh thấy ai đẹp trai nhất? Trời ơi, muốn xỉu luôn trời. Trời ơi, để mà ngăn nha. Còn mà ngăn chứ đừng có thuốc nhau vậy. Trời ơi, thiệt luôn á. Thỏ thì ấn tượng nhất là bạn Nhật Quang. Tại vì nhìn bạn ấy út út tròn tròn. Mà bạn đặc biệt là bạn Nhật Quang lại cao hơn bạn Sơn Hải. Bạn Sơn Hải cũng cú tròn tròn rất là dễ thương, nhưng mà bạn ấy lại cao hơn bạn Sơn Hải, cho nên là Thỏ thích hơn. Đơn giản thế thôi. Nói chung là Thỏ thích cả hai, Thỏ thích bê dai như thế đó. Nhưng mà Thỏ lại thích Nhật Quang hơn. Thích hơn thì cũng là thích cả hai đúng không? Nhưng mà nói chung là thích Nhật Quang hơn. Ok. Và đồng thời thì nhắc đến fanpage của Gunny, thì chúng ta thấy là trên fanpage Gunny đang có phần thi, đó là chúng ta dự đoán kết quả thi đấu như thế này, và phần thưởng sẽ là 5 bạn có cơ hội lần thứ nhất sẽ được những cái áo Gunny rất là hấp dẫn. Thì bạn mới đó nha, độc quyền. Bạn thấy là cái áo Gunny này nó rất là giống một cái áo, là áo ba quy. Đó chính là ở phía trước thì chỉ có hai con mắt của con gà thôi, thì cái áo ba quy là trước có hai con mắt của củ hành thôi, sau lưng đó chính là nguyên một con gà rất là dễ thương. Chú đích ra bắn chú đích, chưa là hãy bắn mình đích em đi. Đúng. Không, tại sao lại không có cái caption đó ta? Hãy bắn chú đích em đi. Không, bắn là chúng đích, bắn là chúng đích. Đúng rồi, phải có những cái caption rất là dễ đó, thương. Bắn là chúng đích. Đúng rồi. Trời ơi, khoe hoài cũng được đâu, cái ghế lắc qua lắc lại vậy. Lắc hồi đây.
cái bình văng ra khỏi màn hình. Các bạn thấy đường vẽ đẹp trai của mình đây không? Đã nói rồi, để cho mình ăn đi, để bình tĩnh hết đi. Trời ơi, còn tới mấy trận nữa là đi ra ngoài ói rồi, cái giọng nó cũng sẽ bị hư đúng không? Ok. Cái giọng của Thỏ là mấy nay bị bệnh rồi. Rồi bây giờ trên màn hình của chúng ta thì ở phía trên của bản đồ thì đã bắt đầu đã thoáng đãng hơn nhờ sự công hóa của cả hai đội kết hợp của lựu đạn. Và hai đội thì đang thi đấu một cách rất là dè chừng. Các bạn là đang thi đấu một cách rất là quyết tâm để giành được tấm vé đi vào chung kết. Cả hai đội đều sử dụng hai vũ khí kinh điển và hai cách kinh điển, đó chính là mầm xanh đấu sĩ và lưu gạch và lựu đạn. Hứa hẹn với chúng ta những trận thi đấu tổ đội rất là lâu, rất là dài và rất là dai dẳng. Đúng rồi, du lịch Brazil mà phải du lịch chơi đó hả, nát nguyên cái Brazil mới xong được chứ. Nhưng mà Thỏ nghĩ mà nếu cái này mà có hạt nhân thần trưởng mà từ trên dội xuống chính giữa nó cũng không có khủng luôn ha, thiệt luôn á, quá trời quá đất luôn. Vâng, một trăm năm mươi đam và một bu bao nhắm vào ai đây? Vâng, rất chính xác, nhắm vào bạn Tấn Hải, 3.500 máu. Mặc dù chỉ mất đi 3.500 máu, tuy nhiên thì trong những cái bản đồ thi đấu của chúng ta thì các tuyển thủ chúng ta đa số tối đa chỉ được 20 ca máu mà thôi. Vì vậy nên 3.500 máu thì cũng là một lượng máu cũng khá là lớn của phải các bạn. Phải 1/7. Một pha xuyên giáp ạ. Có trúng không? Có trúng ai không ạ? Một pha xuyên giáp đã trúng bạn Tuấn Hải rồi, hai phát rít liên tiếp. Vâng, tổ đội miền Trung đang có vẻ đang chiếm thế tấn công. Cả hai họ đang đứng ở một vị trí khá là khó tiếp cận. Một người thì sát mép màn hình, còn một người thì khá là chơi vơi ở phía trên. Và cả hai đều có những góc bắn khá là ngộ nghĩnh về bạn Tuấn Hải. Một bạn thì siêu cao, một bạn thì bắn góc thấp. Tuy nhiên thì bây giờ thì có lẽ là một bạn đến từ đội miền Bắc, đội bạn Đắc Tân và miền Trung ạ. Có thể là bạn phải thay đổi góc bắn của mình rồi, bạn ấy không thể sử dụng góc thấp được nữa. Bạn ấy đang đứng ở sát mép màn hình. Vâng, vừa nói xong bạn đổi từ góc thấp thành góc cao, siêu cao. Góc siêu cao. Nếu như mà bạn Hoàng Nam và bạn Hoàng Nam và ai ta? Tuấn Hải, các bạn không đổi vị trí hoặc là đổi chiến thuật thì có lẽ ở đây khá là khó khăn cho hai bạn, vì liên tục những lượt đam rock liên tục của bạn Tuấn Hải. Mặc dù đứng ở phía bên tay trái của mắt thi đấu, tuy nhiên lựu đạn các bạn ấy đang thực hiện chiến thuật là cứ cộng 2 để đào đối phương xuống. Đây là một chiến thuật cũng khá là hợp lý. Vâng, tiếp tục là pha cộng 2 không chính xác từ Hoàng Nam. Có vẻ như là Hoàng Nam và Tuấn Hải đang bị choáng, hơi có phần bối rối trước cái phần trước những lượt đam liên tục đến từ hai bạn miền Trung. Với một cái tình hình như thế này thì ngay cả bạn Hoàng Khuê và bạn Đắc Tân có một vị trí khó tiếp cận như thế này thì Thỏ nghĩ là bạn Tuấn Hải nên bay đi, tại vì bạn ấy đang là mục tiêu nhắm đến của cả hai bạn Hoàng Khuê và bạn Đắc Tân. Đúng rồi, mái tóc cạo hai bên của bạn ấy đang có sức hấp dẫn một cách mãnh liệt. Và họ cũng xin tiết lộ một bí mật, cái này chắc không phải bí mật đâu, tiết lộ một cái việc mà đã cũ rồi mà chắc là bạn sẽ quên. Đó là bạn Đắc Tân, bạn ấy chính là một tuyển thủ năm 2013, bạn ấy đã đạt giải ba hạng mục cá nhân. Bạn ấy thi đấu tại Thượng Hải với bạn với sự ủng hộ của bạn nữ hoàng cổ động Tiểu Vi. Năm nay thì không biết là bạn nữ nào sẽ là nữ hoàng cổ động. Thỏ định là đi thi nữ hoàng cổ động đấy chứ, nhưng mà tại vì sợ là Thỏ mà thi cái rồi không ai thi hết trơn, cho nên là thôi Thỏ không thi nữa, để cho mấy bạn thi, khổ lắm bởi vậy. Hiểu. Với là bạn Tuấn Hải, bạn ấy đã tìm cho mình một nơi ẩn nấp và liên tục hồi cho mình những lượng máu. Và Thỏ đã nói rồi các bạn, ở giữa màn hình chúng ta có hai bên gốc lát và đây rất là nguy hiểm. Và bạn Tuấn Hải, bạn ấy chuyển từ thế chủ động sang chủ động sang thế thủ phòng thủ như thế này thì bạn ấy phải phun máu, sau đó bạn ấy phải bò ra tìm góc để bắn lên, thì đó là cả một cái quá trình rất dài. Tuy nhiên ở vị trí đó thì
đào ở bên kia và nhắm được bên đó thì cũng cũng cả là một công trình. Đúng rồi. Cho hai bạn miền Trung. Nói chung là mắt thi đấu này cũng sẽ là cho trận thi đấu nó trở nên hồi hộp và dày dặn hơn, nên chắc nên có một lời khuyên nho nhỏ cho các bạn ở đây theo dõi là các bạn có thể nhận cốt rồi nhập cốt vô admin, xong rồi có thể nhập nhận cốt cho ngặt các bạn khác nữa, xong rồi đi mua snack rồi chúng ta ngồi ăn thì coi trận đấu này như thế nào. Nhưng mà đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, bởi vì các khi là những tình huống kịch tính, những điểm nhấn lại diễn ra một cách rất là chóng vá. Đúng rồi đó, giống như hồi nãy vậy đó, tự nhiên vừa mới khum xuống ngó cái quay lên, ủa đắc tần sao chết quẹo rồi, không hiểu lý do tại sao. Linh tưởng là ôm được, nắm lấy tay nhau thật chặt, nắm tay nhau mà thật Vinh, lâu. Mà Vi tức một cái á, là Vinh là cái người ngó với màn hình mà Vinh là ủa, trời Vinh mà ngơ ngác hơn cả Vi, Vinh mà ngơ ngác hơn cả thỏ nữa. Tại vì lúc đó các bạn, bạn đắc tân á, bạn vừa mới rơi xuống ngay cạnh bạn Trung Dũng á, chưa đi tiếp thì màn hình nó giật đi chỗ khác rồi. À, bạn rơi tự do đúng không ạ? Bạn rơi tự do là mình tưởng là đang nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, ai ngờ Trung Dũng buông tay luôn, các bạn đắc tân rơi xuống. Vâng, có thể là các bạn ấy đang muốn vừa gây đam nho nhỏ lên đối thủ mà cũng đồng thời vừa đang phá mát. Brazil thì con nó cũng rất là hay tàn rồi đó, phá hoại quá thật luôn. Thấy cái tổ đội Việt Nam mà cũng phá hoại toàn thế giới, quảng trường đỏ không phá hoại, rồi dịch rồi du lịch Brazil phá hoại và biển Ngà phá hoại, phá hoại qua đảo với tự lừa chứ sao đó. Vâng, và mà những pha đào liên tục đã đẩy hai bạn miền Bắc rơi xuống nằm cạnh nhau và vì có thể quay lại túc tắc hồi máu và đào đường tham gia công cuộc. Tuy nhiên thì đó cũng không phải là một cái ý kiến khá hay, tại vì bạn ấy các bạn ấy phải phá đi một lượng mắt khá là lớn ở phía trên để mới có thể tiếp cận được các bạn đến từ đội miền Trung. Tuy nhiên thì các bạn đội miền Trung thì đang có những góc bắn khá đẹp để hướng đến các bạn miền Bắc, bạn Hoàng Nam và bạn Đắc Tân. Lộn, Hoàng Nam với Tuấn Hoàng Hải. Hoàng Nam với Tuấn Hải. Ơi, thiệt luôn. Tên của bạn ấy đẹp thế mà. Giờ tại Vi đúng không? Đâu phải tại Vi đâu, tại tên bạn đẹp quá, làm Vi bị choáng ngợp tình hiểu. Sao đâu á. Và trong tình thế này, bạn tuôn đồ của Phương Bao vào đầu chí mạng xảy ra. Vậy là một pha bao các bạn đã trúng đích rồi các bạn. Nhắm vào ai đây? Hoàng Nam. Vâng, ngay như ngay từ đầu Thỏ đã nói rồi, đây bạn bạn Hoàng Nam đã rơi vào một góc lát của map du lịch Brazil. Các bạn có thể nhìn thấy phía dưới là bạn Hoàng Nam phải tự đào vào chính mình mới có thể tìm cho mình một góc, hoặc là tự ra. Sao bạn không ấy? Bạn ấy không có đầu để hồi báo cũng vui. Ngay từ đầu thì Thỏ đã cảnh báo với các bạn rồi, thì đó là những góc lát vui đó. Và các bạn nếu các bạn nào mà muốn xem nhìn ngắm các tuyển thủ của chúng ta, các bạn có thể lên fanpage của Gunny thì có thể đang update là hình ảnh thi đấu của các bạn đó. Nhìn thì rất là vui. Thỏ đang rất là phấn khích. Sơn Hải và Trung Dũng đang rất là tập trung. Bạn Hoàng Nam bạn cười rất tươi, tuy nhiên là nhìn bạn mớm mớm rất thú vị. Không nhìn rõ mặt của bạn Tuấn Hải cho lắm. Bạn cũng không nhìn rõ mặt à. Thỏ có thể nhận thấy là bạn áo đỏ là bạn Đắc Tân. Đúng rồi Hoàng Nam nè, cười nhưng mà miệng mớm. Còn gì? Bạn Đắc Tân là mặc áo đỏ. Còn bạn kia thì sao cười, các bạn đang rất hứng hở. Có lẽ là bạn ấy đã giết được đối phương. Có là một pha full bow của bạn Tuấn Hải ạ. Bạn ấy bắn trong tình thế này. Nhanh. Sao anh lại cười? Trong tay gà bé nó nở những nụ cười rất bí ẩn. Một pha full bow rất chính xác của bạn Tuấn Hải rót xuống bạn Đắc Tân. Bây giờ thì bạn Hoàng Nam nó rơi vào góc lách và bạn ấy đang rất là bối rối. Vậy là huyện bay, có bay được không? Thỏ nghĩ là bay được, tại vì bạn ấy đã phá đi một map rồi. Nếu như mà bạn ấy dính vô cái cục đen đó, bạn ấy không bay được, mất đi một lượt bay. Đây, đây này đúng không? Một lát đang tàn. Rơi vào đây thì chúng ta sẽ vào ở phía này đó. Đào xuống đây thì dính ngay đây, bò qua cái là dính ngay đây. Chứng tỏ là đây là công trình bị rút ruột đúng không?
Chính xác. Một pho bay tàng hình của bạn Đắc Tân. Nếu mình nhớ không nhầm, hình như là cũng có một map thi đấu, đó là World Cup Nam Phi rực lửa. Nó cũng có góc lá tơ bắn, nó không có đụng xuống được. À, bây giờ nó thay đổi rồi. Đây, thay đổi rồi. Cái map này đã được fix rồi. Chứ lúc đầu bắn rất là mắc cười, bắn hoài không xuống, đứng đó bò hoài rớt xuống. Và khi mà bò rớt xuống rồi thì là không lên được. Không lên được, và đối phương muốn bắn thì phải bay qua mà bò xuống. Ồ, hai người phải gặp nhau. Lúc đó bởi vậy nên ai có rồng thì rất là vui, đứng thả rồng. Rồng là bá đạo hết đó rồi. Giờ rồng yếu siêu rồi, thật là đau lòng. Tiếp tục là những pha bắn khá chuẩn của bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải. Có lẽ sau khi định thần lại thì họ đã chắc tay hơn. À, các bạn có thể thấy trên màn hình là vừa rồi đó là chiêu mưa thần, một trong những skill được sử dụng khá nhiều bên cạnh skill hoa nở trăm lần. Thì việc sử dụng skill như vậy thì giúp cho các tiền tổ hồi máu rất là nhanh và giúp cho trận đấu được kéo dài thêm vài chục phút nữa. Tất nhiên là việc thi đấu tổ đội này sẽ chúng ta cần rất phần thời gian và chiến thuật để có thể tạo ra được những cái địa hình, rồi vô rơi vào địa hình như thế chúng ta lại tấn công không ngừng nghỉ và chuẩn bị là một cú full power của bạn Hoàng Nam. Nhưng có vẻ gió đã đưa đi đâu đó một chút xíu thôi ạ. Rất tiếc ạ. Rất tiếc pha vừa rồi cho bạn Hoàng Nam. Giờ mình sẽ bị vận theo thế đá banh đi ha. Đá banh chứ mình vận theo kiểu xém vào thiếu nhi, nên mình vận kiểu thiếu nhi chán quá à. Nhiều bạn nói trời, hay bình luận viên, bình luận viên chán, như là nhất là bạn nam bình luận viên chán chết vậy đó. Nổi ra thế đá banh đi. Bạn này cũng là bạn nam, bạn này bên ngoài sức qua thì mình có thể thắng được. Bạn này cũng là bạn nam nha, bạn này cũng là bạn nam. Ủa sao gọi là bạn nam trời, người ta tóc dài đàng hoàng. Đỡ tóc giả được nha ma. Vâng, bây giờ là bạn Hoàng Khuê đang đứng ở phía trên của bạn Hoàng Nam. Wow. Có lẽ bạn ấy đang sử dụng lựu đạn, có lẽ bạn ấy sẽ rót những lượt đào. Và trong khi đó là bạn Hoàng Nam và bạn Tuấn Hải đang đứng song song với nhau. Đây có lẽ là những cái pha đào sẽ được rót xuống bạn. Cái bạn đến từ đội tuyển miền Bắc. Vâng, đúng rồi, rớt thẳng xuống. À, như vậy là bạn Tuấn Hải đang mời gọi. Vinh ơi, có thể dùng từ khác được không? À, dụ dỗ bạn Hoàng Khuê đến với mình. Người ta gọi là có duyên cho nên là được gặp nhau. Trời ơi. Nhưng mà Hoàng Khuê cũng đang cầm lựu đạn, chắc hẳn bạn sẽ đào bạn, bắn bạn Hoàng Nam rớt xuống. Thế là ba bạn chung một chỗ. Ôi, Vi mới phát hiện ra bạn Nhật Quang đã gửi lời kết bạn với Vi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỏ đi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận bình luận của chúng ta. Bây giờ tiếp theo là tên của bạn Đắc Tân. Bạn ấy đang tích cho mình một lượng bao khá lớn và kêu ném bét của đấu sĩ sẽ giúp cho bạn ấy tăng 500 điểm may mắn. Đó là một điều... Trước khi may mắn thì đây sẽ là một cú chắc chắn crit, nhưng có trúng đích hay không? Rất hay nha các bạn. Hiện tại lượng máu của bạn Hoàng Nam chỉ còn chút xíu, gọi là nhỉnh hơn ấy. Chưa đến 1/2 cái máu. Bây giờ thì bạn Hoàng Nam chúng ta nên tìm nơi khác để đứng. Mưa thần không ạ? Có dùng mưa thần không? Nên bay vị trí khác đi, tại vì vị trí đã bị lấp rồi. Vị trí ấy đã bị để ý rồi. Để ý rồi. Thấy rồi nha. Vâng ạ, bạn ấy đã bay đến một vị trí sát có một sát có màn hình bên tay phải. Sát có màn hình luôn là những cái vị trí mà rất là khó chịu khi mà bắn bạn. Chỉ chậm một tí là bạn đi ra ngoài luôn. Đi rất xa. Pha đào của bạn Tuấn Hải drop xuống bạn Hoàng Khuê. Có vẻ như các bạn đang phá, các bạn đang thi đấu. Chiến thuật các bạn ấy đang là nhằm mục đích là gây đam, hết thương chứ còn không ra dạng phòng thủ nữa. Bởi vì vị trí rất là xa nhau nên việc sử dụng bét mầm xanh sẽ không có đạt được hiệu quả như mong muốn. Không hỗ trợ được cho nhau nữa, chỉ còn có thể mưa thần mới đến được nhau thôi. Hoặc là hạt đậu bay. Hạt đậu bay cũng là một skill khá là hay. Vừa rồi thì anh Trọng Tài Gà Béo cũng nhắc cả hai vận động viên, đó chính là trong những trận thi đấu chung kết toàn quốc hoặc là chung kết miền thì hầu như là các bạn đã quên đi skill hồi đi một lượng máu khá lớn của pet mầm xanh, đó là skill hạt bay.
sẽ hồi cho các bạn gần 5k máu, và đó là một lượng máu 1/4 cây máu của server đấu trường. Đó là một lượng máu khá là lớn. Và bây giờ đã thấy được cái mối hiểm họa của mình, bạn Hoàng Nam còn rất là ít máu, vì vậy bạn ấy đã bút cho mình khiên Globala. Có lẽ đây là khiên thứ hai của bạn Hoàng Nam. Thắng ta hát. Mình gần xong mình thích bối rối liền luôn á. Rất là bối rối, tại vì bạn ấy dùng khiên, lượt khiên cũng rất là nhiều. Đúng rồi. Và chúng ta cũng không đến được lượt khiên làm gì, bởi vì trong thi đấu chúng ta không có giới hạn việc khiên. Sao không? Thì trong thi đấu bây giờ là nó đã mặc định lượt khiên và mặc định lượt bay. Hai khiên và ba bay. Really? Yeah. Ồ, cái này thì Vinh chưa được update, bạn Ngọc update nhanh vậy. Trời ơi. Đúng là nhanh như thỏ. Trời ơi, cái này là đã được update từ năm rồi. Từ update từ hồi Chí Tôn rồi. Tại vì các bạn thi đấu đều là online, vì vậy cho nên không có trọng tài để mà có thể xem các bạn sử dụng những item nào. Cho nên là chỉ có thể là giới hạn từ xa như thế này thôi. Và đây là một giới hạn cũng khá là hay. Tại vì các bạn không thể ăn gian được. Và các bạn cũng không thể nào bút phím F bay quá 3 lần. Qua 3 lần thì các bạn sẽ không phím F xem. Nó sẽ đen đi và các bạn không được bút nữa. Và khiên cũng vậy, các bạn chỉ được 2 lần thôi. Khiên chỉ là cộng 3 thôi. Ê, khiên cộng 2 thôi. Bút được 2 lần. Cũng đúng chứ, nếu cộng khiên liên tục thì chắc chắn sẽ rất là lâu. Đúng rồi, Thỏ nhớ là năm 2012 thì lúc đó thì Guinea đã tổ chức một giải Guinea, thì lúc đó Thỏ cũng có tham gia. Thì hầu như là tất cả các bạn đều sử dụng bếp đấu sĩ. Tại vì sao ạ? Lục cấp biển. Mỗi lần bút khiên, các bạn vừa được khiên, các bạn vừa giảm sát thương, mà các bạn lại được 1k máu. Và khiên thì lại hồi rất là nhanh, mà các bạn lại được khiên tới 13 lần. Các bạn thấy là trong trận đấu rồi, chưa gì hết là đã 13k máu và giảm 251 sát thương rồi. Vâng, vừa rồi là cú bắn phích cấp. Mặc dù là vị trí của bạn Hoàng Nam khá là khó chịu, nhưng mà vừa rồi là một lượt bắn rất là chính xác của bạn Đắc Tân. Không khổ danh là một vận động thủ đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên thế giới. Và nếu tiếp tục như vậy thì trong phút chốc thôi thì bạn Hoàng Nam sẽ mất cái vị trí của mình. Hiện giờ thì liệu bạn ấy đã mất góc chưa, mặc dù là vũ khí lựu đạn lưu gạch cái góc cũng khá cao, có phần rộng nhưng mà bạn thấy là đó, bạn có quyết định di chuyển hay không, hay là bạn tiếp tục đấu đa? Tôi nghĩ là bạn ấy sẽ di chuyển. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ di chuyển và đang di chuyển. Rồi. Tại vì lượng máu của bạn ấy còn rất là, phải nói là chỉ cần hứng chịu một lượt full bow của bạn Đắc Tân nữa thôi, thì nếu như cú đó là cú rít thì rất có thể bạn Hoàng Nam có thể là chúng ta lên đường luôn. Cho nên là đây là một cái điều mà bạn Hoàng Nam phải cẩn trọng. Và đây là trận đấu quyết định ai sẽ là cầm tấm vé để vào thi đấu với chung kết với bạn Sơn Hải và Trung Dũng. Ở vị trí của bạn Hoàng Nam thì có thể là bạn hoàn toàn có thể đào bạn Hoàng Khuê xuống. Tuy nhiên cũng khá là khó khăn, tại vì bạn Tuấn Hải cũng đang đứng ở cái bên. Và bạn Hoàng Nam lượng máu bạn ấy khá ít, bạn ấy cũng không dám gọi là cũng liều không mạng. Dám liều mạng của mình. Tại vì để đào xuống thì có khi là bị xỉa lên một phát và bạn đang rơi xuống luôn. Đúng rồi. Vâng ạ, bây giờ thì bạn Đắc Tân đang tiếp tục là một có pha 150% và full bow. Nếu này ra một xuyên giáp thì rất là hay. Vâng ạ, hướng về bạn Hoàng Nam là các bạn. Tiếp tục là kêu tên của bạn Hoàng Khuê. Dạ. Vâng ạ, có phải đây là rất tiếc cho các bạn đội tuyển miền Trung. Và vừa rồi bét trắng, tuy nhiên bạn Hoàng Nam đã rơi vào vị trí phía dưới, cho nên dù lượng máu còn rất là ít, tuy nhiên đã không ảnh hưởng đến bạn Hoàng Nam. Chắc chắn sẽ là... Có lẽ các bạn đến từ đội tuyển miền Bắc, bạn Tuấn Hải và bạn Hoàng Nam sẽ quyết định kết thúc luôn. Bạn Hoàng Khuê đang đứng ở chính giữa cả hai người, đang đứng ở thế rộng kiềm. Tiếp tục là tên của bạn Hoàng Nam. Vâng, rất nhanh ạ. Bây giờ chúng ta trên màn hình là 1-1 các bạn.
kết thúc luôn bạn Hoàng Khuê. Và ngay như dự định thì chúng ta đã có thể thấy trên màn hình chúng ta bây giờ là bạn Hoàng Nam đã đổi mạng với bạn Hoàng Khuê. Đó là một quyết định khá là thông minh. Vâng, tại vì bây giờ là Bét mầm xanh kết hợp với lựu đạn và sẽ chiến đấu với Bét đấu sĩ kết hợp với lưu gạch. Đây là điều rất là khó khăn cho các bạn sử dụng lưu gạch. Tại vì mức độ đào của lựu đạn thì rất là kinh khủng, và bây giờ hiện tại thì bạn Đắc Tân đang đứng ở vị trí thấp hơn. Và lựu đạn đứng cao hơn, thậm chí đứng bên phải, và do lượt tên bay vừa rồi, những lượt di chuyển rất hiếm hoi. Vừa rồi rất là xui cho các bạn đến từ đội tuyển miền Trung, đó chính là các bạn không Rick, các bạn tên thứ hai không Rick. Vâng, là kết thúc trận đấu của chúng ta luôn rồi các bạn. Rất chóng váng. Chóng váng nào cũng lâu lắm chứ bộ. Không, rất chóng váng, tức là kết thúc bạn... rất nhanh kết thúc luôn bạn Đắc Tân. Sau khi kết thúc luôn bạn Hoàng Khuê thì các bạn đến từ bạn Tuấn Hải cũng đã kết thúc luôn bạn Đắc Tân. Và bây giờ tỷ số trên trận đấu